Chào mừng các em đến với bài giảng hóa học lớp 9. Ở tiết trước, các em đã được tìm hiểu về rượu ethylic. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về dẫn xuất của hydrocarbon thứ hai, đó là axit acetic. Bài 45, axit acetic. Công thức phân tử của axit acetic là C2H4O2. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng tính toán được phân tử khối của axit acetic là 60 đơn vị carbon. Bài học hôm nay chúng ta gồm có 5 phần. Phần thứ nhất, tính chất vật lý. Phần thứ hai, cấu tạo phân tử. Từ cấu tạo phân tử chúng ta có thể suy ra được tính chất hóa học của axit acetic. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về ứng dụng của axit acetic. Và cuối cùng là điều chế. Một là mã tính chất vật lý. Trên màn hình là hình ảnh của một bình chứa axit acetic. Em hãy nhận xét về trạng thái màu sắc của axit acetic. Từ hình bên chúng ta có thể dễ dàng kết luận được axit acetic là chất lỏng, không màu. Nếu nghe axit acetic thì các em có thể thấy lạ. Nhưng axit acetic có trong một loại gia vị mà con người sử dụng hàng ngày, đó là giấm ăn. Giấm ăn là dung dịch axit acetic có nồng độ từ 2 đến 5%. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng kết luận được axit acetic là chất có vị chua, tan được trong nước và khả năng tan của nó là tan vô hạn trong nước. Như vậy chúng ta có thể kết luận toàn bộ về tính chất vật lý của axit acetic. Axit acetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. Phần 2 là mã cấu tạo phân tử. Đây là phần quan trọng các em chú ý lắng nghe. Công thức phân tử như đã nói ở trên của axit acetic là C2H4O2. Từ công thức phân tử C2H4O2, chúng ta có thể viết được nhiều công thức cấu tạo, nhưng trong đó chỉ có một công thức cấu tạo biểu diễn phân tử axit acetic. Ở đây thầy xin giới thiệu mô hình phân tử của axit acetic. Mô hình A là mô hình dạng đặc, mô hình B là mô hình dạng rộng, đều biểu diễn cho phân tử axit acetic. Từ mô hình trên chúng ta có thể vẽ được công thức cấu tạo của axit acetic. Khi viết công thức cấu tạo của axit acetic, các em nên viết carbon oxy trước, sau đó mới đến hydro. Nhìn mô hình B, chúng ta có thể vẽ được công thức cấu tạo của axit acetic dễ dàng. Đầu tiên vẽ hai nguyên tử carbon liên kết với nhau. Nguyên tử carbon thứ hai liên kết với hai nguyên tử oxy, trong đó có một liên kết đôi và một liên kết đơn. Sau đó các em điền hydro để đảm bảo hóa trị của carbon là 4, của oxy là 2. Đây là công thức cấu tạo của axit acetic. Từ công thức cấu tạo này chúng ta có thể viết gọn như sau. Carbon thứ nhất liên kết với 3 hydro, chúng ta viết CH3. Carbon thứ hai liên kết với 2 oxy và 1 hydro, chúng ta biểu hiện COOH. Vậy công thức viết gọn là CH3COOH. Ta có thể ghi kết luận phần 2 là mã cấu tạo phân tử về công thức cấu tạo. Viết gọn là CH3COOH. Các em có thể thấy trong công thức cấu tạo của axit acetic có một nhóm OH giống như công thức cấu tạo của rượu ethylic. Nhưng nhóm OH này liên kết được với nhóm CO tạo thành một nhóm mới, đó là COOH. Vậy trong phân tử axit acetic có nhóm COOH và chính nhóm COOH này làm cho phân tử có tính chất đặc trưng, đó là tính axit. Tính axit của axit acetic được thể hiện như thế nào? Chúng ta tiếp tục qua phần 3 là mã tính chất hóa học. Như các em đã học ở chương trình học kỳ 1 lớp 9, tính axit được thể hiện qua 5 tính chất. Thứ nhất, tác dụng với quỳ tím. Thứ hai, tác dụng với kim loại. Thứ ba, tác dụng với oxit 3 giờ. Thứ tư, tác dụng với 3 giờ. Và cuối cùng là tác dụng với muối. Tiếp theo chúng ta sẽ coi đoạn clip để xem axit acetic có đầy đủ 5 tính chất của một axit không. Mời các em xem đoạn clip. Tính axit của axit acetic. Hai mẩu giấy quỳ tím có màu như nhau. Nhỏ một giọt dung dịch axit acetic vào một mẩu. Nhận xét hiện tượng. Cho vào 3 ống nghiệm,
Ống thứ nhất một viên kẽm. Ống thứ hai một mẩu đá vôi. Ống thứ ba một ít bột đồng hai oxit. Sau đó cho tiếp vào mỗi ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch axit acetic. Đun ống thứ ba trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng xảy ra trong các ống nghiệm, giải thích và viết phương trình phản ứng. Xem xong đoạn clip trên, có thể thấy axit acetic có đầy đủ tính chất của một axit. Ta có thể ghi nhận lại như sau: ba la mã tính chất hóa học, một nhỏ tính axit. Dung dịch axit acetic là mùi tím hóa hồng, nghĩa là axit acetic chỉ là một axit yếu. B, tác dụng với kim loại. Những kim loại đứng sau hiđro không thể tác dụng được với axit acetic. Ví dụ, axit acetic có thể tác dụng được với kẽm như trong đoạn clip trên. C, tác dụng với oxit bazơ. Axit acetic tác dụng được với đồng 2 oxit. D, tác dụng với bazơ. Trong clip trên không biểu diễn thí nghiệm này, chúng ta có thể bổ sung axit acetic tác dụng với sắt 3 hydroxit. E, tác dụng với muối. Lưu ý, axit acetic chỉ tác dụng được với những muối có gốc axit yếu hơn. Ví dụ muối carbonat. Axit acetic tác dụng được với canxi carbonat. Vì các phương trình này cũng mới nên thầy hướng dẫn các em viết phương trình đầu tiên, đó là axit acetic tác dụng với kẽm. Trước khi viết phương trình, chúng ta nhắc lại về khái niệm gốc axit. Ví dụ axit vô cơ các em thường gặp là HCl, gốc axit. Đây là gốc CL. Tên gốc axit là gốc clorua. Gốc clorua có hóa trị 1. Tương tự với axit hữu cơ cũng vậy. Hiđro trong nhóm COOH của phân tử axit acetic có thể bị thay thế bởi nguyên tử kim loại tạo thành muối. Phần còn lại khi mất hiđro trong phân tử axit acetic gọi là gốc axit. Chúng ta có thể viết gọn như sau. Vậy phân tử axit acetic có gốc axit là CH3COO. Tên gốc axit là gốc acetat. Do mất đi một hiđro nên gốc acetat có hóa trị 1. Quay lại phương trình axit acetic tác dụng với kẽm thì hiđro trong nhóm COOH của phân tử axit acetic bị thay thế bởi nguyên tử kẽm nên chúng ta biểu hiện như sau. Lưu ý, nguyên tử kẽm có hóa trị 2, còn CH3COO có hóa trị 1, nên công thức muối sinh ra là CH3COO 2 lần Zn. Hiđro bị đẩy ra sẽ liên kết với một nguyên tử hiđro khác để tạo thành phân tử hiđro. Tiếp theo chúng ta cân bằng. Đầu tiên cân bằng kẽm trước. Sau đó đến nhóm CH3COO, bên trái có một nhóm, bên phải có hai nhóm.
chúng ta nhân hệ số 2. Hiro bên trái có 2 hiro, bên phải cũng có 2 hiro. Đây là phương trình hóa học hoàn chỉnh. Tên của sản phẩm sinh ra là muối kẽm acetat. Thầy đã hướng dẫn các em viết phương trình đầu tiên là axit acetic tác dụng với kẽm. Các em có thể dừng video lại để viết tiếp 3 phương trình tiếp theo, sau đó nhấn tiếp tục để xem đáp án. Sau đây là đáp án của 3 phương trình tiếp theo. Axit acetic tác dụng với đồng 2 oxit sinh ra đồng 2 acetat và nước. Axit acetic tác dụng với sắt 3 hydroxit sinh ra sắt 3 acetat và nước. Axit acetic tác dụng với canxi carbonat sinh ra canxi acetat, CO2 và nước. Lưu ý ở phản ứng này, axit mới sinh ra là axit carbonic H2CO3, là một axit kém bền nên bị phân ly thành CO2 và nước. Như vậy axit acetic có đầy đủ tính chất của một axit. Vậy ngoài những tính chất trên, axit acetic còn có tính chất hóa học nào khác? Chúng ta cùng xem đoạn clip sau. Rượu ethylic tác dụng với axit acetic. Cho vào ống nghiệm có chứa sẵn vài mảnh sứ trắng, khoảng 2 ml rượu ethylic, 2 ml axit acetic và 1 ml axit sulfuric đặc. Sau đó lắp ống nghiệm lên giá, miệng ống nghiệm được đậy bằng nút cao su của ống dẫn khí xuyên qua. Đầu ra của ống dẫn khí đặt gần sát đáy một ống nghiệm khác nhúng trong cốc có chứa nước lạnh. Hơ đều ống nghiệm rồi đun tập trung tại vị trí chứa hỗn hợp phản ứng. Sau vài phút, tháo ống nghiệm chứa sản phẩm ra khỏi hệ thống. Thêm vào đó khoảng 2 ml dung dịch muối ăn bão hòa. Lắc mạnh ống nghiệm rồi để yên một thời gian. Quan sát hiện tượng và giải thích. Ở thí nghiệm trên có hiện tượng chất mới tạo thành. Chất sản phẩm sinh ra không tan trong nước, nổi trên mặt nước. Đó là ethyl acetat. Ethyl acetat là chất lỏng không màu, có mùi thơm. Phần chất lỏng ở dưới là nước muối. Như vậy, axit acetic tác dụng được với rượu ethylic dưới sự có mặt của chất xúc tác là axit sulfuric đậm đặc đun nóng. Phản ứng được diễn ra như sau. Nhóm OH trong phân tử axit acetic sẽ tách ra, liên kết với hiđro linh động trong phân tử rượu ethylic sẽ tạo thành phân tử nước. Phần còn lại liên kết với nhau tạo thành phân tử CH3COOC2H5 có tên gọi là ethyl acetate. Ethyl acetate là chất lỏng, không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit được gọi là ester. Thí dụ, ethyl acetate làm ester. Tiếp theo là phần ứng dụng axit acetic. Như các em thấy trên màn hình,
Axit acetic có những ứng dụng quan trọng trong đời sống và sản xuất, đặc biệt là giấm ăn. Giấm ăn không chỉ là gia vị mà các bà nội trợ tin dùng, mà giấm ăn còn có những công dụng khác trong đời sống. Cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp điều chế axit acetic. Để điều chế axit acetic, chúng ta sẽ có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là điều chế trong công nghiệp. Trong công nghiệp có rất nhiều cách để điều chế axit acetic. Thầy sẽ giới thiệu một cách, đó là oxy hóa butan. Khi có mặt chất xúc tác và nhiệt độ thích hợp, sẽ tạo thành axit acetic và nước. Phương pháp thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là sản xuất giấm ăn bằng phương pháp lên men dung dịch rượu ethylit loại. Phương pháp này nhờ men giấm, người ta oxy hóa rượu ethylit ở nhiệt độ thường để tạo thành axit acetic và nước. Để củng cố nội dung kiến thức vừa học, chúng ta cùng làm các bài tập sau. Bài tập 5 trang 143 sách giáo khoa. Axit acetic có thể tác dụng được với những chất nào sau đây? Viết các phương trình hóa học nếu có. Khi làm bài tập này, đầu tiên chúng ta nên phân loại chất. Bài đề bài cho kẽm oxit là oxit bazơ, natri sunfat là muối, kali hydroxit là bazơ, natri carbonat là muối, đồng kim loại, sắt kim loại, rượu ethylic là rượu. Tiếp theo chúng ta nhớ lại tính chất hóa học của axit acetic, gồm hai tính chất. Thứ nhất tính axit, thứ hai tác dụng với rượu ethylic. Tính axit gồm 5 tính chất nhỏ, trong các chất đề cho đều tác dụng được với axit acetic, nhưng lưu ý khi axit acetic tác dụng với kim loại thì những kim loại đứng sau hydro không thể tác dụng được với axit acetic. Ở đây đề cho hai kim loại là đồng với sắt, thì do đồng đứng sau hydro nên không thể tác dụng được với axit acetic. Lưu ý thứ hai, khi axit acetic tác dụng với muối thì axit acetic chỉ tác dụng được với muối có gốc axit yếu hơn. Đề cho hai muối là natri sunfat và natri carbonat thì chỉ có natri carbonat tác dụng được với axit acetic, còn natri sunfat không thể tác dụng được với axit acetic. Như vậy chúng ta có thể kết luận sau: axit acetic có thể tác dụng được với những chất sau: kẽm oxit, kali hydroxit, natri carbonat, sắt, rượu ethylic. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng viết được các phương trình hóa học minh họa 5 chất trên tác dụng với axit acetic. Các em có thể dừng video lại để tự viết phương trình hóa học. Sau đây là đáp án. Lưu ý phương trình hóa học số 3, axit acetic tác dụng với natri carbonat, sản phẩm sinh ra là axit carbonic H2CO3, là một axit yếu nên bị phân ly thành CO2 và nước. Phương trình số 4, axit acetic tác dụng với sắt, sản phẩm sinh ra muối sắt có hóa trị 2. Phương trình số 5, phản ứng thuận nghịch, viết mũi tên hai chiều, xúc tác là axit sulfuric đậm đặc, nhiệt độ. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 6, trang 143 sách giáo khoa. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit acetic từ A natri acetat và axit sulfuric, B rượu ethylic. Để làm bài này, đầu tiên chúng ta sẽ chuyển tên thành công thức hóa học. Phân loại: CH3COONa là muối, H2SO4 là axit. Như đã học ở học kỳ 1, khi cho muối tác dụng với axit sẽ xảy ra phản ứng trao đổi, sinh ra muối mới và axit mới. Các em có thể dễ dàng viết được phương trình hóa học. Lưu ý điều kiện của phản ứng trao đổi muối tác dụng với axit thì axit mạnh sinh ra axit yếu hơn. Ở đây H2SO4 là một axit mạnh và sinh ra axit yếu hơn, đó là CH3COOH. Vậy phản ứng trên có thể xảy ra được. Các em viết phương trình hóa học, sau đó cân bằng. Phương trình B, điều chế axit acetic từ rượu ethylic. Người ta nhờ men giấm oxy hóa rượu ethylic ở nhiệt độ thường, sinh ra axit acetic và nước. Tiếp theo thầy hướng dẫn các em phần tự học ở nhà. Về nhà các em ôn lại cho thầy bài 44, bài 45. Hoàn chỉnh bài ghi bài 44, bài 45.
Làm bài tập hay đường link trong phần mô tả ngay bên dưới video 2. Lưu ý chỉ làm một lần, ghi rõ họ tên, lớp, email và số điện thoại phụ huynh học sinh. Xem trước bài mới. Bài 46, mối liên hệ giữa ethylene, rượu ethylit và axit acetic. Bài 47, chất béo. Thầy chúc các em nhiều sức khỏe và học tốt. Mến chào các em.